Tổng thống Vladimir Zelensky phàn nàn rằng các vấn đề của Ukraine đã bị cuốn vào chính trị nội bộ của Mỹ và điều này gây nguy hiểm cho khả năng chống lại Nga của nước này. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 4, ông nói rằng ở giai đoạn này, Kiev sẽ đồng ý với bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ Washington, ngay cả dưới hình thức cho vay. Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, vốn nằm trong tình trạng lấp lửng trong nhiều tháng. Mô tả sự hỗ trợ được chờ đợi từ lâu là rất quan trọng. Zelensky cho biết ông tin rằng chúng ta có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ Quốc hội Mỹ. Ông phàn nàn, thật không may, chúng ta đang tin vào thực tế rằng đây là quá trình bầu cử, cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine ngày nay đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ, đồng thời khiến trách các nhà lập pháp Mỹ về điều mà ông gọi là cách tiếp cận thiếu chín chắn đối với vấn đề này, xung đột và an ninh toàn cầu nói chung. Tổng thống Ukraine cũng ra hiệu rằng Kiev sẽ chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ dưới hình thức cho vay. Bạn biết đấy, một thượng nghị sĩ gần đây đã đến đó và ông ấy hỏi bạn có đồng ý cho vay tiền hay không? Hãy thẳng thắn mà nói chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào, Ông nói và nói thêm rằng số phận của Ukraine đang ở thế cân bằng. Thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã tới Kiev vào tháng trước để thúc đẩy ý tưởng cho vay do ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, Graham tuyên bố đã trực tiếp nói chuyện với Zelensky, nói với ông không phải là không công bằng khi tôi yêu cầu ông và các đồng minh khác hãy trả tiền cho chúng tôi sau này nếu ông có thể. Sau đó, Politico đưa tin rằng trong khi Kiev sẵn sàng xem xét đề xuất cho vay này, một số quan chức Ukraine lại thấy điều đó có phần xúc phạm. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tháng đã thúc giục Quốc hội phê duyệt gói viện trợ của ông về việc dành 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã phản đối biện pháp này vì họ yêu cầu nỗ lực nhiều hơn để tăng cường an ninh ở biên giới Mexico. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hồi đầu tháng này đã ra tín hiệu rằng gói này có thể sớm được đưa ra biểu quyết với một số đời mới quan trọng, bao gồm đề xuất gia hạn khoản vay cho Ukraine, cũng như tịch thu tài sản chủ quyền bị phong tỏa của Nga và chuyển chúng cho Kiev. Moscow đã mô tả việc tịch thu này là hành vi trộm cắp và cảnh báo sẽ trả đũa nếu số tiền bị tịch thu. Theo bản tin chung 24 7 toàn quốc, Tổng thống Zelensky nói, tôi sẽ không cho bạn biết chúng tôi có bao nhiêu hệ thống Patriot. Tôi có thể nói điều này để bảo vệ Ukraine hoàn toàn. Trong tương lai, Ukraine sẽ cần 25 hệ thống Patriot với 6 đến 8 khẩu đội mỗi hệ thống. Tôi không thấy có bí mật nào ở đây vì tất cả các đối tác của chúng tôi đều nhận thức rõ điều này, thậm chí còn biết những điểm mà các hệ thống liên quan nên được đặt và vận hành. Ông khẳng định Ukraine cần hệ thống Patriot hoặc các hệ thống tương tự vì lãnh thổ Ukraine rất rộng lớn. Do đó, để bao phủ hoàn toàn đất nước, ngay cả những khu vực không có hoặc gần như là không có cuộc tấn công nào, Ukraine cần 25 hệ thống Patriot trong cơ cấu phòng không Ukraine cùng với tất cả các hệ thống khác mà chúng ta có khi được hỏi liệu Ukraine có kho tên lửa phòng không hay không và liệu có nguy cơ hệ thống điện có thể bị ngắt hoàn toàn hay không, ông Zelensky nói họ sẽ cố gắng tiêu diệt hệ thống năng lượng của chúng tôi, đó là điều họ mong muốn. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể khắc phục được tình trạng này. Ông cho biết Ukraine có thể bảo vệ các cơ sở năng lượng bằng hệ thống phòng không và các hệ thống phòng thủ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 khác. Tuy nhiên, có những tên lửa mà các hệ thống phòng thủ này không chống đỡ nổi mà chỉ có hệ thống Patriot hoặc tứ tương tự mới hiệu quả mà không cần di chuyển. Zelensky nhấn mạnh cường độ tấn công của Nga những ngày này khá cao. Tổng thống Ukraine nói, chúng ta có đủ khả năng phòng không cho ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng chúng ta nên nghĩ về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Ngày mai, cường độ các cuộc tấn công của Nga có thể tiếp tục dữ dội đến mức chúng ta sẽ bị thiếu tên lửa phòng không. Nếu họ tiếp tục tấn công hàng ngày như đã làm trong tháng trước, chúng tôi có thể không đủ tên lửa và các đối tác của chúng tôi cũng biết điều này. Bình luận về tình trạng sẵn có đạn dược cho lực lượng phòng vệ Ukraine, ông Zelensky nói, "Chúng tôi không có đạn dược cho các hành động phản công, có một số sáng kiến đã được đưa ra để bảo vệ đất nước của chúng tôi và chúng tôi đang nhận được vũ khí" Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng đạn dược hiện đang được phân phối công bằng cho các lữ đoàn trên các mặt trận căng thẳng nhất, song Ukraine vẫn thiếu vũ khí phù hợp, chẳng hạn như vũ khí tầm xa. Những cuộc tấn công cơ giới thường xuyên trên mặt đất của Nga đã làm sói mòn các hệ thống phòng thủ của Ukraine ở các điểm dọc tiền tuyến. Katerina Stepanenko tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISVK có trụ sở ở Washington cho biết mục tiêu của Nga có thể là kiểm tra các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và kéo căng năng lực phòng thủ của Kiev trước các chiến dịch tấn công mùa hè sắp tới. Các lữ đoàn của Ukraine trên tiền tuyến đang bám trụ để chờ đạn dược và các hệ thống phòng không từ các đối tác cũng như những tân binh được huy động theo một đạo luật huy động mới Nói về các cuộc tấn công gần Tonenke, một binh lính Ukraine chia sẻ với CNN, ngày nào quân đội Nga cũng tiến vào và ngày nào binh lính của chúng tôi cũng phải chiến đấu với họ. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể bổ sung thêm 30.000 quân cho lực lượng tiền tuyến mỗi tháng. Các cơ sở công nghiệp quân sự của nước này đang làm việc 24 chân 7 để sản xuất mọi thứ, từ xe tăng đến UAV và bom dẫn đường. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết trong tuần này, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn về mặt quân sự, có thể cho phép Moscow tăng cường các chiến dịch tấn công. Ukraine đã nhìn thấy những dấu hiệu đó. Ông Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, thông báo việc tuần quân ở Nga vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhân lực ở Ukraine vẫn nghiêm trọng. Độ tuổi nhập ngũ đã được hạ xuống từ 27 xuống 25, nhưng các phần khác của dự luật huy động vẫn đang gặp khó khăn để được Quốc hội Ukraine thông qua. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho biết, mục tiêu ban đầu về việc tuyển thêm 500.000 tân binh có thể sẽ giảm đáng kể. Theo quan điểm của nhà quan sát Zepanenko, Ukraine có thể sẽ cần nhận bộ chiến thuật và rút lui về các vị trí phòng thủ tốt hơn trong một số tình huống trên chiến trường khả năng của Nga trong việc giữ thế chủ động đang buộc quân đội Ukraine phải tiêu tốn những trang thiết bị vốn đã khan hiếm. Áp đảo về lực lượng, tiếp tục thả những quả bom dẫn đường nặng 1,5 tấn từ trên không, pháo kích dữ dội, sử dụng súng phun lửa hạng nặng cũng như hỏa lực xe tăng, Nga đang gây thiệt hại hàng ngày cho Ukraine. Ông Yusuf cho biết, việc sử dụng nhiều đạn pháo như vậy của Nga có thể thực hiện được là nhờ sự hỗ trợ từ nước ngoài, Nazar Volosin, người phát ngôn quân đội Ukraine ở miền Đông, thừa nhận với CNN rằng pháo và việc tăng cường sử dụng bom lượn của Moscow đã khiến các cao điểm chiến lược của Ukraine xung quanh Chasipya tại Donetsk gặp nguy hiểm. Ông Nazar Volosin nói, họ đang thả bom hạng nặng vào chúng tôi và thậm chí không cần bay gần rơi tuyến hay đi vào khu vực phòng không của chúng tôi. Ông cũng cho biết chiến thuật tương tự cũng được áp dụng cho khu vực áp Khi chiến đấu cơ của họ đang hoạt động, lực lượng phòng thủ của chúng tôi không thể làm gì được ngoài ẩn nấp. Ngoài ra, phía Ukraine cũng thừa nhận Nga đã cho thấy khả năng thích ứng, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, từng ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái, cũng như trong việc triển khai bom lượn ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine và phát triển dàn UAV tấn công của riêng mình gần đây nhất theo các quan chức ukraine nga đã bắt đầu trang bị đạn trùm cho tên lửa hành trình ukraine đã phản ứng bằng việc mở rộng nhanh chóng ngành công nghiệp vũ khí của mình và thực hiện một cách sáng tạo đặc biệt trong việc phát triển các phương tiện không người lái tầm xa trên biển và trên không ukraine đang tiến hành một cuộc giao tranh ngầm trong các trận đánh cận chiến và giao tranh xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng của nga bao gồm các cơ sở lọc dầu sân bay và các nhà máy chỉ riêng trong tuần trước, UAV tự chế của Ukraine đã tấn công một nhà máy sản xuất UAV bên trong nước Nga cách tiền tuyến 1.300 km. Một đợt tấn công bằng UAV khác cũng được cho là đã làm tên liệt khoảng chục máy bay của Nga tại sân bay ở Rostov. Ukraine không thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công trên, nhưng ông Zuzov nói với CNN rằng các nhà máy lọc dầu là các mục tiêu quân sự và thiệt hại ở đó là hoàn toàn tự nhiên. Phạm vi địa lý của việc này cũng sẽ mở rộng. Trong khi đó, có một câu hỏi đặt ra cho các đối tác của Ukraine ở hai bên bờ Đại Tây Dương, đó là làm thế nào để duy trì việc ủng hộ Ukraine một cách nhất quán hơn. Tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đã đến lúc thảo luận về cam kết tài chính dài hạn từ các đồng minh NATO. Điều đó có thể bao gồm một thỏa thuận tài trợ dài hạn dưới sự bảo trợ của NATO để giảm thiếu nguy cơ. Từ các quyết định của chính quyền Mỹ mới, nếu ông Trump đắc cử vào năm tới, có thể sẽ chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine. Các quan chức Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ những gì họ cần lúc này, bao gồm Patriot và các hệ thống phòng không khác, tên lửa tầm xa cùng hàng triệu quả đạn pháo và các phương tiện trên không. Tham dự cuộc họp của NATO tuần này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng không hiểu sao các đối tác không thể tìm thêm các tổ hợp phòng không để cung cấp cho nơi mà tên lửa đạn đạo được bắn hàng ngày. Chỉ riêng trong tháng 3 đã có 94 tên lửa đạn đạo được bắn vào Ukraine. Sự bế tắc trong Quốc hội Mỹ đồng nghĩa rằng các nhu cầu quân sự lớn hơn của Ukraine sẽ không được đáp ứng. Dự luật ngân sách trị giá 61 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự đã không có tiến triển trong 4 tháng qua. Thời gian của Ukraine đang cận dần, một quan chức trong Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Trung úy Andrin Kovalenko, nói rằng các đồng minh của Ukraine phải hiểu rằng nếu sự hỗ trợ của phương Tây không đến kịp thời, đối phương sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành thêm lãnh thổ. Ít nhất là một số quốc gia đã nhận ra sự cấp bách này, trong đó sẽ đang dẫn đầu sáng kiến mua gần một triệu quả đạn pháo ngoài châu Âu. EU cũng cam kết sẽ đẩy nhanh việc vận chuyển đạn pháo trong khi không đáp ứng được cam kết trong năm qua. Tuy nhiên, nhà quan sát Zepanenko nói với CNN rằng tất cả những sáng kiến này của châu Âu đều cần có thời gian trước khi có thể giúp Ukraine tạo ra các điều kiện chiến trường thuận lợi. Châu Âu vẫn chưa sẵn sàng hoặc không thể đảm nhận vai trò lãnh đạo hiện do Mỹ đảm nhận trong việc cung cấp số lượng vũ khí cần thiết cũng như thông tin tình báo thời gian thực được chia sẻ với Ukraine. Bà Stepanenko tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Ukraine không thể khai thác mức độ tiêu hao cao mà các đơn vị Nga phải gánh chịu. Theo chuyên gia này, các lực lượng Nga đã mất ít nhất 3 sư đoàn cơ giới và trang thiết bị trong chiến dịch giành Abdiivka, còn Ukraine thì không thể phản công xung quanh Abdiivka và khai thác tình trạng kiệt sức của Nga. Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc đào chiến hào và cố gắng dự đoán bằng khả năng tốt nhất của mình về địa điểm, thời gian và cường độ các lực lượng Nga sẽ tấn công tiếp theo, bà Stepanenko nói. Vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện các cuộc gọi bí mật với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh ở Paris mà ông hy vọng sẽ làm thay đổi chiến lược của phương Tây trong cuộc chiến Ukraine. Theo các quan chức, ông Macron đã nói với từng nhà lãnh đạo rằng các đồng minh phương Tây nên áp dụng quan điểm chiến lược mơ hồ đối với Nga và đề ngò tất cả các phương án quân sự Ý tưởng này cho thấy sự thay đổi hoàn toàn lập trường mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã duy trì kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu nổ ra. Cách tiếp cận của Washington đã được điều chỉnh để tránh những hành động có thể khiêu kích Moscow và làm leo thang xung đột. Ngược lại, Tổng thống Macron muốn dừng việc áp đặt những giới hạn trong sự can dự của phương Tây hay còn được gọi là làn danh đảo của phương Tây mà thay vào đó phải duy trì lập trường khiến Điện Kremlin phải suy đoán. Các quan chức cho biết, Tổng thống Biden đã đặt câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi chiến lược do lo ngại điều này có thể khiến xung đột leo thang. Thủ tướng Chon cũng phản đối ý tưởng này, cho rằng nó có nguy cơ chia rẽ các đồng minh và biến các nước NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột. Khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 2, nhà lãnh đạo Pháp đã nhận thêm sự phản đối từ Thủ tướng Chon và những người khác. Mỹ đã cử ông James O'Brien là trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và Á Âu tham gia để thúc đẩy một cách tiếp cận mới. Tuy nhiên, khi kết thúc sự kiện, ông Macron đã khiến các đồng minh choáng váng khi phát biểu trong một cuộc họp báo rằng không nên loại trừ các phương án quân sự, thậm chí cả việc triển khai quân đội từ các nước NATO tới Ukraine. Đây được xem là sự đổi chiều của ông Macron. Tổng thống Pháp từng là người ủng hộ đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay từ đầu cuộc xung đột, cảnh báo rằng các đồng minh không nên làm bẽ mặt Nga. Tuy nhiên, trong một năm qua, ông Macron bắt đầu nới rộng giới hạn với mức độ sẵn sàng của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Ông là người sớm ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu-EU. Ông cũng là trung tâm của một loạt chính sách ngoại giao nhằm tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng với Anh gửi tên lửa hành trình uy lực tới Kiev. Trong khi đó, ở phía sau hậu trường, các quan chức Pháp nhấn mạnh rằng ông Macron không tìm cách đưa quân tới Ukraine để chiến đấu. Thay vào đó, các quan chức Pháp đã đề nghị các nước NATO xem xét việc triển khai quân nhân ở đó để huấn luyện quân đội Ukraine và gia phá các bãi mìn. Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ khác đã nhiều lần bác bỏ việc gửi quân đội Mỹ đến Ukraine, kể cả trong bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống vào ngày 7 tháng 3. Đối với Tổng thống Macron, cuộc chiến Ukraine đã trở thành một phép thử về khả năng tồn tại của châu Âu trong một thế giới mà các đảm bảo an ninh của Mỹ không còn chặt chẽ. Nhà lãnh đạo Pháp từ lâu đã lo ngại rằng các nước châu Âu có nguy cơ trở thành chư hầu của các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc nếu lục địa này không phát triển năng lực quân sự của riêng mình. Giờ đây, ông Macron đang kêu gọi chú ý đến điều mà nhiều quan chức châu Âu đang băn khoăn rằng mối quan hệ an ninh xuyên đại Tây Dương trong nhiều thập niên có nguy cơ dạn nứt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Paris hôm 2 tháng 4 để hội đàm với Tổng thống Macron và sẽ tới Brussels để gặp các đồng minh NATO khác đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập liên minh. Với việc ông Donald Trump chắc chắn sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, các quan chức châu Âu lo ngại rằng Mỹ đang hướng tới chủ nghĩa biệt lập. Lục địa này đã quen với hòa bình sau chiến tranh lạnh cũng như các mô hình xã hội hào phóng mà họ tạo ra. Các chính phủ châu Âu hành động rất ít để chuẩn bị cho người dân ở châu lục này viễn cảnh chấp nhận hy sinh trong nền kinh tế thời chiến. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Macron đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố để lên dây cót cho công chúng Pháp về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực diện với Moscow, đồng thời cảnh báo nếu Ukraine thất thủ, một loạt các nước Trung và Đông Âu sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vào giữa tháng 3, nhiếp ảnh ra chính thức của ông Macron đã công bố những bức ảnh đen trắng chụp nhà lãnh đạo Pháp đeo căng tay đấm bốc, đập bao đấm với bắp tay căng phòng. Chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine, một cuộc chiến mang tính sống còn đối với châu Âu và nước Pháp? Bởi vì nếu Nga thắng, cuộc sống của người Pháp sẽ thay đổi, chúng ta sẽ không còn an ninh ở châu Âu nữa, ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình từ điện Elis mặc dù vậy nỗ lực thúc đẩy thay đổi chiến lược của Tổng thống Macron có nguy cơ chia rẽ các đồng minh mà ông đang tìm cách lãnh đạo. Mỹ, Đức và nhiều nước khác trên khắp Tây Âu đã nhanh chóng tuyên bố họ không sẵn lòng gửi quân tới Ukraine sau phát biểu của ông Macron hồi tháng 2. Những làn danh đỏ mà ông Macron từng tìm cách che giấu trong sự mơ hồ giờ đây đã được phơi bày hoàn toàn. Điện Kremlin đang tận dụng sự chia rẽ của phương Tây. Một bản ghi nhớ nội bộ của Điện Kremlin đã được quân Trishner tiếp cận và đã hé lộ kế hoạch để Moscow triển khai một chiến dịch tiếp cận và gây ảnh hưởng ngoại giao nhằm khuét sâu sự giãn nứt trong lập trường của ông Macron và làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine. Bản ghi nhớ cho biết, chiến dịch này nên được thiết kế để xây dựng hình ảnh Tổng thống Macron như một nhà thám hiểm có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự giữa phương Tây và Nga. Sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích ban đầu, Tổng thống Macron bắt đầu nhận thấy rằng sự ủng hộ cho ý tưởng của ông về việc đưa quân tới Ukraine ngày càng tăng ở các nước châu Âu giáp Ukraine và Nga. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw hồi đầu tháng 3 cho biết ý tưởng triển khai lực lượng NATO ở Ukraine không phải là không tưởng. Kytiltis Boris, cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Tổng thống Lithuania cho biết ông ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm duy trì các lựa chọn quân sự. Theo ông Boris, bằng cách công khai làn xanh đỏ, các đồng minh đã gửi tín hiệu chiến lược quan trọng tới Moscow. Ông nói rằng Điện Kremlin có thể phải đối mặt với bất kỳ sự leo thang nào vì họ biết các đồng minh nhìn nhận cuộc xung đột như thế nào và các nước sẵn sàng hành động hay không. Ông Caleb Jocius, chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội Estonia cho biết phương Tây đang khiêu khích Nga bằng cách thảo luận công khai về làn xanh đỏ của nước này. Đồng thời nói thêm đó là một cuộc chiến tâm lý. Khi xung đột bắt đầu nổ ra, Tổng thống Macron ban đầu tách biệt khỏi những người đồng cấp ở Đông Âu bằng cách thúc đẩy đối thoại với Tổng thống Putin. Vài tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã cảnh báo Tổng thống Macron rằng ông đang phạm sai lầm tương tự mà Thủ tướng Anh Chamberlain đã mắc phải trước Thế chiến hay khi cố gắng đàm phán với nhà lãnh đạo Nga. Ông Macron đi lại giữa Kiev và Moscow trong nỗ lực ngăn chặn xung đột khi Nga đưa quân tới Ukraine. Ông thường xuyên gọi điện cho ông Putin để cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Nga ngồi vào bàn đàm phán. Mỗi lần ông cố gắng đàm phán với ông ấy, ông ấy lại hành động quyết liệt hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với ông Macron trong một cuộc điện đàm sau khi ông Putin công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai của Ukraine. Tôi nghĩ chúng ta đã đúng khi đàm phán, ông Macron trả lời ông Johnson bằng tiếng Anh. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau làm rõ, không ai trong chúng ta sẵn sàng tới Ukraine và gửi quân đến Ukraine, ông Macron nói thêm. Tuy nhiên, cách tiếp cận ngoại giao của ông Macron đã bắt đầu mờ nhạt khi xung đột ngày càng leo thang. Nga đã triển khai một chiến dịch khốc liệt ở Ukraine. Nga bị cáo buộc tấn công mạng Pháp, trong đó có một vụ tấn công vào bệnh viện của Pháp Tổng thống Macron và Putin ngừng nói chuyện qua điện thoại và bắt đầu chỉ trích nhau công khai. Vào tháng 5 năm 2023, tổng thống Macron tới Bratislava, Slovakia, nơi ông kêu gọi phương Tây cung cấp sự đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Macron, người từng nổi tiếng với tuyên bố NATO chết não vào năm 2019, giờ lại tuyên bố rằng tổng thống Putin đã khiến Liên minh quay trở lại bằng cú sốc tồi tệ nhất. Vào mùa xuân năm 2023, Ukraine phát động cuộc phản công, nhưng các đồng minh phương Tây vẫn lưỡng lự về việc có nên gửi cho Kiev những vũ khí mạnh hơn để tạo lợi thế cho họ hay không. Sự chậm trễ của phương Tây đã giúp Nga có thời gian xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc hơn và cuối cùng ngăn chặn được cuộc phản công của Ukraine. Pháp tụt hậu so với Mỹ và Đức trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Viện Kien, một tổ chức nghiên cứu của Đức, Pháp đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 635 triệu euro, tương đương khoảng 687 triệu đô la Mỹ trong hai năm đầu của cuộc chiến. Con số này tương đối thấp so với 17,7 tỷ euro từ Đức và 42,2 tỷ euro từ Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Pháp cho biết các số liệu trên không tính đến hiệu quả và vũ khí mà Pháp đã cung cấp. Đến tháng 2 năm nay, các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine và quay trở lại tấn công, giành được nhiều bước tiến. Pháp nối gót Anh và Đức trong việc ký hiệp ước an ninh song phương kéo dài hàng thập niên với Kiev, trong đó Pháp cam kết viện trợ quân sự bổ sung lên tới 3 tỷ euro. Tuy nhiên, gói viện trợ này dường như là quá ít và quá muộn. Vài ngày sau, thành trì Abdiivka ở miền đông Ukraine thất thủ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát một thành phố của Ukraine. Đối với Tổng thống Macron, việc phương Tây tập trung và nỗ lực tránh leo thang bằng việc công khai làn danh đỏ cho việc tham gia vào cuộc chiến đã phản tác dụng. Tuy nhiên, chính chiến lược này đã khiến Pháp và các đồng minh của nước này bị bao vây về mặt chính trị, trong khi Nga vẫn hoạt động không giới hạn, đề cao kho vũ khí hạt nhân và tập kích Ukraine. Tổng thống Macron đã gọi điện cho Tổng thống Biden và Thủ tướng John để nói với họ rằng ông muốn tận dụng hội nghị thượng đình sắp tới ở Paris để gửi thông điệp tới Tổng thống Putin. Ông Macron nói với các nhà lãnh đạo rằng các nước phương Tây không nên loại trừ phương án quân sự ở Ukraine và ông muốn công khai cách tiếp cận mới sau hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng John trả lời rằng nếu Tổng thống Macron công khai, nhà lãnh đạo Đức và các nhà lãnh đạo khác sẽ buộc phải bác bỏ điều đó. Các quan chức cho biết ông John đã khuyên ông Macron không nên thực hiện động thái này vì cho rằng điều đó có thể tạo ra cảm giác mất đoàn kết giữa các đồng minh. Mặc dù vậy, ông Macron đã nói chuyện với ông John và các nhà lãnh đạo khác về sự cần thiết phải thay đổi chiến lược trong suốt nhiều tháng. Sĩ quan quân sự hàng đầu của Pháp là Thierry Bercat đã gửi thư cho những người đồng cấp NATO mô tả cách các đồng minh có thể hỗ trợ Ukraine bằng cách đưa quân vào nước này. Một quan chức Pháp cho biết những ý tưởng đó bao gồm huấn luyện quân đội Ukraine, vận hành các hệ thống phòng thủ và hỗ trợ tác chiến trên mạng. Tuy nhiên, viễn cảnh về sự xuất hiện của nhân sự phương Tây ở Ukraine, dù là dân sự hay quân sự, đều đặt ra câu hỏi nhức nhối rằng các đồng minh nên phản ứng thế nào nếu có người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga. Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Biden lo ngại rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào bất kỳ binh sĩ Pháp nào có thể được gửi tới Ukraine. Quan chức này cho biết điều đó sẽ có nguy cơ lôi kéo Pháp và các quốc gia phương Tây khác vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, theo một quan chức, ông Macron đã nói với các đồng minh rằng NATO hay Mỹ không cần can dự nếu Nga nhắm vào quân đội Pháp. Trước đây, Pháp đã gặp thương vong trong các chiến dịch quân sự ở châu Phi mà không nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng minh. Trước khi hội nghị thượng đỉnh tháng 2 bắt đầu, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói trên truyền hình rằng các tài liệu chuẩn bị mà ông nhận được cho hội nghị thượng đỉnh đã khiến ông lo ngại Ông cho biết các tài liệu này gợi ý rằng một số nước NATO và EU đang xem xét về gửi quân tới Ukraine. Tôi không thể nói mục đích của việc này là gì và họ nên làm gì ở đó, Thủ tướng Fico nói thêm. Căng thẳng tăng cao khi ông Fico, John Oberden và các nhà lãnh đạo khác đến Điện Ellis vào ngày 26 tháng 2. Tại đây, Tổng thống Macron chia sẻ suy nghĩ của ông về sự cần thiết của lập trường mơ hồ về mặt chiến lược. Các quan chức cho biết Thủ tướng John phản đối kịch liệt ý tưởng này lần lượt các nhà lãnh đạo Hà Lan, Ba Lan và Hy Lạp cũng lên tiếng và bác bỏ. Thủ tướng Estonia lặp lại quan điểm của ông Macron nói rằng các nhà lãnh đạo cần ngừng nói những gì họ không làm trong cuộc xung đột, thay vào đó tập trung vào những gì họ sẽ làm. Ông O'Brien kêu gọi những người tham gia bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các sáng kiến mà tất cả họ đều đồng ý, bao gồm nhu cầu đẩy nhanh việc chuyển đạn dược sang Ukraine và đẩy nhanh lịch trình huấn luyện của quân đội Ukraine, thay vì tập trung vào sự khác biệt của họ, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden tiết lộ. Sau khi ăn tối cùng nhau, các nhà lãnh đạo quay trở lại khách sạn. Trong khi đó, ông Macron đã lên bục phát biểu trước một căn phòng đầy phóng viên, thông báo rằng các đồng minh đang tăng cường nỗ lực cung cấp đạn pháo và tên lửa tầm xa cho Kiev, đồng thời nỗ lực thiết lập hoạt động sản xuất vũ khí bên trong Ukraine. Khi được hỏi liệu các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh đã thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraine hay chưa, ông Macron cho biết chưa có sự đồng thuận về vấn đề này nhưng không nên loại trừ điều gì. Các quan chức tiết lộ rằng khi trở lại phòng khách sạn, Thủ tướng Scholz tỏ ra nghi ngờ Tổng thống Macron đã công khai đưa ra những ý tưởng mà ông và các nhà lãnh đạo khác đã kín đáo bác bỏ vào đầu ngày hôm đó. Ngày hôm sau, ông Scholz đã đăng một bài trên mạng xã hội với nội dung sẽ không có lực lượng từ các nước châu Âu hoặc NATO được triển khai ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Macron không hề bối rối. Ông tới Praha là nơi chính quyền Séc đang tập trung các loại vũ khí quan trọng chỗ Ukraine và có bài phát biểu nhắc lại việc châu Âu bị chia làm hai trong chiến tranh lạnh. Tổng thống Macron cho biết sự hèn nhát từng khiến một nửa châu Âu bỏ rơi nửa còn lại cho sự kiểm soát của Liên Xô. Chúng ta chắc chắn đang đến gần một thời điểm ở châu Âu mà chúng ta không nên hèn nhát. Chiến tranh đã trở lại mảnh đất của chúng ta, ông Macron nhấn mạnh. Kế hoạch của Tổng thống Pháp không chỉ vấp phải sự phản đối của các đồng minh mà còn có nguy cơ đối mặt với đòn đáp trả của Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, gọi tắt là SVA, Sergei Nadiskin, vào ngày 19 tháng 3 nói rằng Pháp đang chuẩn bị đưa lực lượng quân sự vào Ukraine và số lượng quân có thể lên tới 2.000 người. Gần đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3 tháng 4 cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Nga nhiều lần cảnh báo nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tuyên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân. Trong cuộc trao đổi đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastian Lecono rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra thảm họa đối với Pháp trong khi đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhận định việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được mặc dù vậy ông macron vẫn giữ quan điểm về việc điều quân tới ukraine tôi đã nói rằng không gì có thể loại trừ được điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng pháp tới ukraine trong tương lai gần chúng tôi đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể làm để hỗ trợ ukraine trước hết là lãnh thổ ukraine Cuối tuần qua, lữ đoàn Azov, hiện thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, các thiết bị trinh sát của Kiev đã nhắm vào một đoàn xe bọc thép và xe tăng Nga tiến sát thành phố Kremina ở chiến trường Đông Bắc. Lữ đoàn Azov thông báo, các binh sĩ của lữ đoàn Azov số 12 và lữ đoàn tấn công đường không số 95 đã chặn đứng đoàn xe Nga gần làng Teni. Cơ quan báo chí của Azov cho biết, lực lượng Nga đã mất 11 thiết bị và lữ đoàn Ukraine tịch thu một xe tăng T-72B2M từ Moscow. Azov nói rằng Nga mất 50 binh sĩ. Đoạn video cho thấy UAV tự sát Ukraine lao tới một đoàn xe đi trên đường, sau đó các vụ nổ vang lên và xe bị hỏng. Nga chưa bình luận về các thông tin do phía Ukraine cung cấp. Newsweek chưa thể xác minh tính chính xác của đoạn video. Lực lượng Nga đã dần dần tiến về làng Tenny. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ, gần đây đã đánh giá rằng quân đội Moscow cách ngôi làng khoảng 700 mét. Quân đội Ukraine hôm 7 tháng 4 cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga xung quanh Teni trong ngày qua. Nga đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội chúng tôi, ép nói trong một tuyên bố. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết họ đã đẩy lùi hai cuộc phản công của các nhóm tấn công từ lữ đoàn tấn công dù số 95 xung quanh Teni. Theo Newsweek, Ukraine gần đây tuyên bố đã chặn đứng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng thiết giáp của Nga ở mặt trận Donbass. Giới quan sát nhận định, diễn biến này cho thấy Nga dường như lặp lại sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc chiến kéo dài hơn hai năm qua, dù Moscow đã chiếm thêm lãnh thổ thời gian gần đây. Chuyên gia Briden Spooling từ tổ chức Trend của Mỹ cho biết có một số điểm tương đồng giữa cuộc tấn công của Nga gần Tonenke Donbass với những cuộc tấn công của Nga vào thời kỳ đầu cuộc chiến. Ông nói điều ngạc nhân là đội xe tăng và thiết giáp Nga ở Tonenke chủ yếu sử dụng một con đường duy nhất và dường như không sử dụng bãi đất trống ở hai bên và phân tán lực lượng ra, mặc dù có vẻ như một số phương tiện đã cố gắng phân tán khỏi đội hình. Theo chuyên gia này, binh sĩ Nga dường như lo ngại về địa hình bùn lầy hoặc trận địa mìn của Ukraine. Việc Nga tập hợp một lực lượng đông đúc vào một khu vực dễ dàng trở thành mục tiêu mà Ukraine không thể bỏ lỡ. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng suy giảm, trong khi kho vũ khí và đạn dược của Kiev dần cạn kiệt. Các lực lượng Ukraine đang phải tự phát triển những thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của riêng mình để có thể giành ưu thế trước quân đội Nga trên chiến trường từ máy bay không người lái UAV được trang bị chất nổ cho đến xe bán tải dân sự có bệ phóng tên lửa phía sau. Ukraine đang tận dụng tối đa những gì họ có thể đẩy lùi lực lượng Nga. Ukraine cũng tự chế tạo súng cối cùng đạn pháo 122mm, 152mm theo chuẩn Liên Xô. Các công ty Ukraine đang tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn pháo 155mm chuẩn NATO vốn dùng cho những khẩu pháo mà phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất đạn pháo 155mm của Ukraine có có thể bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm nay. Các lực lượng Ukraine thường sử dụng các phương pháp thô sơ để đối phó với binh sĩ, phương tiện, máy bay và tàu chiến của Nga, chẳng hạn như kết hợp vũ khí do phương Tây sản xuất với vũ khí thời Liên Xô đã có trong kho vũ khí, cũng như cùng các thiết bị khác. Ngoài ra, Ukraine đã lắp đặt hệ thống phóng tên lửa cải tiến trên xe bán tải dân sự. Với khả năng cơ động hiệu quả và độ sát thương của đạn nổ phóng bằng tên lửa, quân đội Ukraine coi phương tiện này là chiếc xe ám mộng. Binh sĩ Ukraine cũng lắp đặt những loại vũ khí khác lên xe tải dân sự, chẳng hạn một đơn vị quân đội Ukraine ở Kupians đã gắn những khẩu súng phòng không KS-19 từ thời Liên Xô lên xe tải dân sự để chiến đấu với Nga. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Vào tháng 12 năm 2023, có thông tin Ukraine trong nhiều tháng đã thử nghiệm những cải tiến nhằm mở rộng tầm bắn của tên lửa Neptune lên tới 400 km. Kiev dường như đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa này cho các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea nhằm phá hủy một số hệ thống phòng không S-400 của Nga. Moscow không phải là tàu duy nhất trong hạm đội biển đen của Nga hứng chịu đòn tấn công từ vũ khí Ukraine. Giới chức Ukraine ước tính Nga hiện đã mất tới 1 phần 3 hạm đội biển đen. Lực lượng Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để nhắm mục tiêu vào các tàu của Nga. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, một đoạn video ghi lại cảnh một xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu đầu bộ Olenegorsky Konyak của Nga. Ba tháng sau, thêm hai tàu chiến Nga bị xuồng không người lái của Ukraine làm hư hạnh. Đầu năm nay, một đơn vị quân đội đặc biệt của Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến nhỏ của Nga có tên là Ivan Noves bằng cách sử dụng 6 xuồng không người lái hải quân được điều khiển bằng vệ tinh. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều phát nổ tạm thời được chế tạo từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ có khả năng mang chất nổ. Máy bay không người lái giá rẻ của Ukraine vẫn có thể tạo ra đòn tấn công bằng cách sử dụng đầu đạn và chất nổ dẻo. Sự thành công của phương tiện không người lái cả trên không và trên biển đã dẫn tới sự bùng nổ trong ngành công nghiệp máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết khoảng 200 công ty ở Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái, với số lượng giao hàng trong tháng 12 vừa qua tăng gấp 50 lần so với năm trước. Ông Fedorov cho hay, trong cuộc xung đột với Nga, chúng ta dựa vào hai nguồn lực và tiền bạc và nhân lực. Nếu biết cách sử dụng hai nguồn lực cơ bản này, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nếu không, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Giống như quân đội Nga, lực lượng Ukraine cũng có thể chế tạo những chiếc giáp lồng để bảo vệ các xe bọc thép khỏi các cuộc tấn công của UAV đối phương. Mặc dù vậy, những chiếc UAV FPV của Nga vẫn vượt qua được lớp phòng thủ này. Theo một nhà nghiên cứu vũ khí, những chiếc giáp lồng chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ trước UAV Lancet của Nga. Những vũ khí tự chế của Ukraine không chỉ giới hạn ở những vũ khí trên mặt đất, quân đội Ukraine đã lắp đặt tên lửa AGM-88 harm lên máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô. AGM-88 có thể phát hiện, tấn công và phá hủy anten radar hoặc chạm phát. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hoggis, đánh giá rằng việc kết hợp tên lửa của phương Tây với máy bay thể hiện sự hiểu biết về kỹ thuật và chiến thuật của quân đội Ukraine. Ông Hoggis cho hay, bạn không thể lắp đặt tùy tiện tên lửa lên máy bay, có rất nhiều thứ liên quan đến hệ thống điện tử hàng không và các khía cạnh khác của máy bay, và Ukraine đã làm được điều đó. Trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không, binh sĩ Ukraine cũng kết hợp tên lửa đất đối không của phương Tây và các bệ phóng từ thời Liên Xô, hay còn gọi là hệ thống phòng không lai ghép Franken-SAM. Hệ thống phòng không lai ghép này xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc không kích của Nga trong mùa đông. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-9 do Mỹ cung cấp để gắn vào bệ phóng từ thời Liên Xô. Loại tên lửa này cũng có thể được sử dụng trong khả năng không đối đất. Một quan chức Ukraine nói với Financial Times, chúng tôi đã tìm ra cách phóng tên lửa từ mặt đất. Đó là một loại hệ thống phòng không tự chế tạo theo business insider dù vũ khí thật có hữu ích như thế nào ukraine vẫn dùng môi nhử để đánh lừa lực lượng nga xe tăng giả đã được sử dụng kể từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất và ukraine đang tiếp tục sử dụng chiến lược này trong xung đột với nga trong khi đó nga cũng áp dụng chiến thuật tương tự song không phải lúc nào chúng cũng hiệu quả việc sử dụng môi nhử trên chiến trường ở ukraine trở nên khó khăn hơn do các công nghệ quân sự ngày càng phát triển như máy ảnh nhiệt giúp phát hiện vũ khí giả dễ hơn Ukraine được cho là đã đặt các bệ phóng tên lửa là HIMARS làm từ gỗ để ngăn chặn hòa lực tấn công mục tiêu thật. Binh sĩ Ukraine cũng chế tạo các tấm phản xạ radar tạm thời bằng cách sử dụng các thùng dầu cũ. Họ thậm chí còn tạo ra một số hệ thống rất thực với các bộ phận chuyển động. Theo kênh Mars, một trong những kênh tiếng Nga phổ biến nhất trên Telegram, Nga đang chuẩn bị cho hạm đội Biển Đen những máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV mới. Musk cho biết các UAV này được trang bị đầu đạn văn mảnh có thể kích nổ từ xa. Nguồn tin cho biết thêm, để phá hủy một xuồng chứa đầy chất nổ của đối phương, một quả mìn từ xa là đủ. Người điều khiển chỉ cần đưa UAV bay lên xuồng đối phương và nhấn nút, sau đó một vụ nổ mạnh sẽ xảy ra. Kênh trực tuyến này cũng chia sẻ một đoạn video được cho là quay cảnh các kỹ sư của hạm đội biển đen đang thử nghiệm máy bay không người lái tại một trong các vịnh ở Crimea. Quân đội Ukraina hồi tháng 3 xác nhận Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. Chuyên gia quân sự Serhiy Fletch đã chia sẻ trên Telegram về việc thu hồi một máy bay không người lái FPV của Nga mang theo một cuộn dây điện không rõ mục đích máy bay không người lái FPV đóng vai trò quan trọng đối với cả Moscow và Kiev trong trận chiến trên không ở Ukraine. Defense Express đưa tin, chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine, Sergei Vlad Bekretnov cho biết, Nga đã cải tiến UAV, FPV giá rẻ của nước này, bổ sung thêm tính năng có thể gia tăng nguy hiểm cho phía Ukraine. Ông nói, lần đầu tiên Tôi nhìn thấy video từ máy bay không người lái FPV của Nga với chức năng thị giác máy và thu thập mục tiêu tự động. Hơn nữa, nó ở chế độ chụp ảnh nhiệt. Thị giác máy là công nghệ giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan. Theo chuyên gia Ukraine, công nghệ này của Nga vẫn còn khá thô sơ, nhưng Moscow đã bắt đầu triển khai chúng trên tiền tuyến mặc dù vậy ứng dụng của công nghệ là rất đáng kể với nâng cấp này người điều khiển uav của nga chỉ cần đưa vũ khí này lên độ cao nhất định sau đó uav của nga có thể độc lập tấn công mục tiêu mà không cần giữ liên lạc với người điều khiển về cơ bản việc sử dụng máy bay không người lái hiện đại hóa như vậy sẽ giúp uav nga qua mặt được hệ thống tác chiến điện tử của ukraine uav tự thu thập khóa mục tiêu tự xác định hướng tấn công nên các vũ khí sát thủ vô hình của kiev không thể gây nhiễu để làm nó mất kết nối với người điều khiển ngoài ra do uav đã có thể tác chiến tự động hóa hơn nên nga cũng không cần người điều khiển có quá nhiều kinh nghiệm vì nó không đòi hỏi các thao tác quá phức tạp để tiếp cận mục tiêu và tấn công uav fbv được cải tiến của nga tuy có giá thành đắt hơn nhưng với thị giác máy và tính năng thu thập mục tiêu tự động sẽ giúp nó đạt hiệu quả tốt hơn trong việc đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển, gia tăng tầm hoạt động do UAV không cần duy trì tín hiệu liên kết với người điều khiển. Ukraine nhận định nỗ lực nhằm trang bị cho hạm đội Biển Đen những máy bay không người lái FPV mới cho thấy quân đội Nga đang cố gắng khắc phục những lỗ hỏng trong việc bảo vệ hạm đội hạm đội biển đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2, 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp hồi tháng 12 năm ngoái cho biết, Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 6 tháng 3, cũng nói rằng một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công dài dặn của Ukraine, trong đó Kiev thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của hải quân cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Quân đội Nga đang tập trung nguồn lực để kiểm soát thành phố Chayshipya trong bối cảnh Ukraine đối mặt với khó khăn về đạn dược. Anton, một binh lính Ukraine, đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt luân chuyển quân mới để bảo vệ Chayshipya, một thành phố chiến lược đối với quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát vùng Donbass phía đông. Sau một năm chiến tuyến gần như đóng băng, các lực lượng Nga đang đối đầu quyết liệt với quân đội Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược do viện trợ từ phương Tây bị chậm trễ. Nga đang tranh thủ những bước tiến đạt được gần đây, đặt mục tiêu kiểm soát cao điểm ở Chasipya. Chasipya nằm cách Bakhmut khoảng 20 km về phía Tây, nơi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Chasipya nằm cách Bakhmut khoảng 20 km về phía Tây, nơi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Chasivya từng là trung tâm hậu cần trọng yếu của lực lượng Ukraine trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut. Thành phố nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh. Binh lính Anton cho biết, nếu Nga chiếm Chasivya, cánh cửa đến các thành phố khác sẽ mở ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải chặn họ ở đó. Từ các cao điểm ở Chasivya, Nga sẽ giành được chỗ đứng vững chắc và có thể nhắm mục tiêu vào các thành phố khác. Đầu tiên là Kramatorsk và sau đó có thể là Slovian. Hai khu vực trung tâm này có giá trị biểu tượng đối với Moscow. Trên mặt trận giao tranh hiện nay, Chasip-Gia nằm trên con đường tiến công từ Bakhmut. Theo hướng này, Anton cho biết Nga đang triển khai rất nhiều nhân lực, khá nhiều đạn dược, liên tục có các hoạt động không kích và pháo binh. Tại thời điểm này người lính thuộc lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine cho biết đơn vị của Anh đang cố gắng cầm cự. Các blogger quân sự Ukraine và Nga hôm 5 tháng 4 nhận định quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố Chasivya. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Siki hôm 6 tháng 4 cho biết Chasivya vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, mọi nỗ lực của đối phương nhằm đột phá khu vực này đều thất bại. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Ukraine Olasan Siki hôm 6 tháng 4 cho biết, cha ship vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Mọi nỗ lực của đối phương nhằm đột phá khu vực này đều thất bại. Ông cho biết, cha ship đang chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất khi quân đội Nga cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của thành phố. Người đứng đầu cha ship gia, Sergei Chow, từ chối bình luận về các vấn đề quân sự, nhưng nói với AFP rằng tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn trong hai tuần qua. Ông Charles xác nhận, trước đây có những khoảnh khắc mà các bạn có thể nghe thấy sự im lặng trong thành phố, còn bây giờ không còn sự im lặng nữa, hỏa lực liên tục xuất hiện. Những người lính bị thương ở Chasipya giờ đây có thể gặp khó khăn trong việc điều trị khẩn cấp. Một bác sĩ tại cơ sở đã di dời nói rằng các đội sơ tán sẽ không tiến vào Chasipya nữa vì khu vực này quá nguy hiểm. Nadia, một bác sĩ 24 tuổi, tiết lộ, nếu họ, những người lính bị thương, được đưa ra ngoài, họ sẽ được đưa ra ngoài bằng ô tô. Nadia cho biết, cô nhìn thấy những người lính bị thương phải đi bộ hàng giờ đồng hồ vì không có lựa chọn nào khác để rời khỏi những vị trí đó. Vừa trở về, sau một đợt luân chuyển quân gần thành phố điểm nóng, Sergei, binh lính Ukraine 25 tuổi, cho biết tình hình ở Chasipya hiện khó khăn hơn nhiều. Người lính của lữ đoàn xung kích số 5 cho biết thêm, nhiều máy bay không người lái đã bắt đầu hoạt động. Cả máy bay không người lái, Mavic và góc nhìn thứ nhất, FPV, tất cả đều hoạt động cả ngày lẫn đêm. Yegor, một đồng đội của Sergi, nói rằng máy bay không người lái hoạt động chính xác hơn, khiến chúng đáng sợ hơn cả pháo binh. Người lính 27 tuổi nói, máy bay không người lái sẽ tiếp tục bay cho đến khi hạ gục bạn hoặc rơi gần bạn, khiến bạn bị thương, cho đến khi một chiếc khác bay đến, chiếc đầu tiên khiến bạn bị tê liệt, chiếc thứ hai rơi xuống và hạ gục bạn. Zaygor cho biết, quân đội Nga đang sử dụng nguồn lực của họ một cách hợp lý hơn so với các trận chiến ở thời kỳ đầu của cuộc xung đột. Bogdan, một người lính 21 tuổi, cũng cho rằng, Nga đã tìm cách rút ra các bài học và họ không còn là đội quân giống như năm 2022. Theo các binh lính Ukraine, một số chiến lược của Nga vẫn được giữ nguyên. Việc tấn công Chasipya gợi nhớ đến các trận chiến trước đây của Nga khiến các thành phố bị san bằng. Sergei nói, họ phá hủy mọi thứ, sau đó ngồi một mình trong đống đổ nát này. Người đứng đầu thành phố Sergei Chau cho biết, không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Ông cho biết khoảng 770 cư dân vẫn còn ở lại thành phố. So với người đứng đầu thành phố Sergei Chau cho biết, không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Ông cho biết khoảng 770 cư dân vẫn ở lại thành phố so với 13.000 người trước chiến tranh. Chính phủ của tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ra tuyên bố vào ngày 6 tháng 4: "Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động bất thường và sai lầm đó, đồng thời đưa ra quyết định cắt mọi quan hệ ngoại giao với chính phủ Ecuador. Tuyên bố lưu ý thêm rằng Nicaragua, quốc gia Trung Mỹ, đã rút đại sứ khỏi Quito năm 2020 sau khi chính phủ Ecuador không tiếp tục cho phép nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange ta túc trong đại sứ quán của họ ở London, nơi ông này đã tị nạn trong 7 năm. Chính quyền Nicaragua nói thêm rằng, chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ Tổng thống cùng chính phủ Mexico trong bất cứ vấn đề pháp lý nào có thể phát sinh từ việc này. Lực lượng an ninh Ecuador vào tối ngày 5 tháng 4 bao vây và đột kích đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để bắt cựu phó tổng thống Ecuador, George Glass. Ông Glass từng bị Ecuador kết án tù vì tội tham nhũng liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Sau khi ra tù hồi tháng 11 năm 2023, cựu phó tổng thống Ecuador tiếp tục bị phát lệnh bắt với cáo buộc biển thủ khoản tiền dành để khắc phục hậu quả trận động đất năm 2015. Cựu phó tổng thống Ecuador né tránh lệnh bắt bằng cách vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để xin tị nạn từ tháng 12 năm ngoái. Yêu cầu tị nạn của ông được Mexico chấp thuận hôm 5 tháng 4 bất chấp các yêu cầu hợp tác dẫn độ từ Ecuador. Giới chức Ecuador sau đó đã tăng cường lực lượng xung quanh sứ quán Mexico rồi tiến hành chiến dịch đột kích vào ban đêm để bắt và áp giải ông Glass ra ngoài tới trại tạm giam. Sáng hôm sau, họ đều sẽ bọc thép chờ cựu Phó tổng thống Glass đến sân bay thủ đô Quito, chuyển sang nhà tù tại thành phố Guayaquil. Sau cuộc đột kích, tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador lập tức tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador vì nước này vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico. Người phát ngôn của ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena cho hay, nước này có kế hoạch nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế để tố cáo hành động của cảnh sát Ecuador. Tổng thống Ecuador Daniel Noba giải thích rằng các quyền miễn trừ và đặc quyền được trao cho các cơ quan ngoại giao đang che chở cho Glass đã bị lạm dụng, nhấn mạnh việc tị nạn chính trị của ông Glass là trái với khuôn khổ pháp lý. Nhiều nước Mỹ Latin lên tiếng phản đối cảnh sát Ecuador đột kích vào Đại sứ quán Mexico, cáo buộc giới chức Ecuador xâm phạm khu vực được coi là lãnh thổ của Mexico, theo Công ước viên. Công ước viên quy định Khuôn viên các cơ quan ngoại giao là vùng bất khả xâm phạm, nhấn mạnh các lực lượng nước sở tại không được phép vào nếu như chưa có sự đồng thuận từ người đứng đầu phái bộ ngoại giao. Trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Ecuador cho biết Mexico đã vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Bộ trưởng Gabriela Sommerfeld cho rằng nguyên tắc này đã bị vi phạm khi Đại sứ quán Mexico ở Quito tiếp nhận ông George Glass, cựu phó tổng thống Ecuador, người đã hai lần bị kết tội hối lộ và ngăn cản chính quyền bắt giữ nhân vật này. Bà Sommerfeld nói thêm rằng ông Glass không thể bị coi là tù nhân chính trị và căn cứ vào Điều 22 của Công ước viên về quan hệ ngoại giao. Vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, Bộ Ngoại giao Ecuador đã gửi yêu cầu tới Đại sứ quán Mexico ở Quito để xin phép đại sứ Mexico tiến hành bắt giữ ông Glass theo lệnh bắt giữ của tòa án quốc gia nhưng đã bị từ chối. Cuối cùng, vào dạng sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng an ninh Ecuador đã đột kích vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito, khống chế toàn bộ nhân sự thuộc Phái đoàn Ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador George Glass. Theo truyền thông Mexico, tại thời điểm xảy ra sự cố, nhiều nhân viên ngoại giao Mexico, bao gồm cả tham tán công sứ Roberto Canseco, đã bị các lực lượng chức năng Ecuador tấn công thô bạo và để lại nhiều thương tích. Ngay sau khi xảy ra vụ việc được coi là sự cố ngoại giao nghiêm trọng nhất Mỹ-Latin, chính phủ nhiều nước đã có phản ứng. Chính phủ Mexico tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ecuador và rút ngay lập tức toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mexico Alicia Bacena nêu rõ đây là hành động không chỉ vi phạm thô bạo công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961, mà còn thể hiện rõ sự coi thường cao độ các chuẩn mực cũng như nhận thức phổ quát về quan hệ quốc tế chính phủ Nicaragua cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Thông cáo của chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên coi đây là hành vi vi phạm trắng trận luật pháp quốc tế và các công ước ngoại giao giữa các quốc gia và chính phủ trên thế giới. Thông cáo nhấn mạnh vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, Nicaragua từng rút đại sứ quán nước này tại Quito và với tuyên bố mới nhất, Managua chính thức cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Ecuador. Chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega cũng bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ với người dân và chính quyền Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng này. Về phần mình, Tây Ban Nha đã lên án cuộc đột kích do lực lượng an ninh Ecuador tiến hành nhằm vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để bắt giữ cựu phó Tổng thống class đồng thời kêu gọi Ecuador tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố việc tấn công Đại sứ quán Mexico ở Quito là vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và sự hòa hợp giữa Mexico và Ecuador, các nước anh em của Tây Ban Nha và các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Ibero. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ gọi tắt là OAS, Luis Almagro đã đề nghị Hội đồng Thường trực OAS họp khẩn. Trong một tuyên bố cùng ngày trên mạng xã hội X, Tổng thư ký OAS nêu rõ các thành viên hội đồng thường trực cần nhóm họp trong thời gian sớm nhất để có thể tìm ra phương hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador, hai quốc gia thành viên OAS. Ông George Glass là phó tổng thống nhiệm kỳ 2013-2018, bị kết án tổng cộng là 14 năm tù giam vì bị cáo buộc nhận hối lộ và liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Xây dựng Odebrecht, Brazil vụ hối lộ lớn mà nhiều quan chức tại nhiều quốc gia Mỹ là tình dính líu. Ông Glass mới hoàn thành 5 năm tù, được trả tự do vào năm 2022 và sau đó nhận lệnh bắt giữ lại hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng trong tháng 12 năm 2023, ông Glass đã tị nạn trong Đại sứ quán Mexico và được chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị vào ngày 5 tháng 4. Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao quy định rằng cơ sở ngoại giao hoặc lãnh sự của một nước là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, công ước này cũng nói rằng không nên sử dụng các cơ sở này theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các chức năng ngoại giao và lãnh sự. Ngày 6 tháng 4, phía Mỹ đã lên án mọi sự vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao, kêu gọi Mexico và Ecuador giải quyết các bất đồng theo chuẩn mực quốc tế. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 4, Ecuador thông báo đã bắt giữ cựu phó tổng thống George Glass tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito. Ông Glass đã bị kết án tù hai lần vì tội danh tham nhũng và đã được Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị. Chính phủ Ecuador khẳng định Đại sứ quán Mexico ở nước này nên đóng vai trò là không gian ngoại giao để tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia và không nên lạm dụng đặc quyền miễn trừ ngoại giao để cấp quyền tị nạn cho một tội phạm Phản ứng trước động thái của Ecuador, Mexico đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao giữa hai nước và các nhân viên sứ quán Mexico sẽ về nước vào ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương. Động thái của Ecuador đã bị nhiều nước trong khu vực bao gồm Mỹ, Brazil, Colombia, Argentina và Uruguay chỉ trích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ lên án mọi vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao và nhấn mạnh mọi quốc gia phải tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế về việc tôn trọng quyền bất khả xâm phạm các phái đoàn ngoại giao. Mỹ nhấn mạnh Mexico và Ecuador là hai đối tác quan trọng của Mỹ và kêu gọi hai nước này giải quyết các bất đồng theo chuẩn mực quốc tế. Video từ truyền thông địa phương cho thấy nhà ngoại giao Mexico Cancenco bị cảnh sát quật ngã khi cố ngăn xe chở cựu phó tổng thống Ecuador rời khỏi đại sứ quán. Trong video Roberto Cancenco lãnh đạo bộ phận lãnh sự tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito, Ecuador, đã chạy theo những chiếc xe đang đưa cựu phó tổng thống George rời khỏi địa điểm này tối ngày 5 tháng 4. Các đặc vụ sau đó đã ngăn Kansenko tiếp cận một chiếc xe trong đoàn và có thể thấy ông đã bị ngã trong lúc giằng co với lực lượng an ninh Ecuador. Sự việc xảy ra sau khi cảnh sát Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico để bắt cựu phó tổng thống Grass. Ông Grass ra tù hồi tháng 11 năm 2023, sau khi thời gian thụ án vì tội tham nhũng liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil, cựu phó tổng thống Ecuador sau đó tiếp tục bị phát lệnh bắt vì cáo buộc tham nhũng khoản tiền dành để khắc phục hậu quả trận động đất năm 2015. Ông tránh lệnh bắt bằng cách trốn vào Đại sứ quán Mexico ở Quito vào tháng 12 năm ngoái. Yêu cầu tị nạn của ông mới được Mexico chấp thuận hôm ngày 5 tháng 4, khiến Ecuador tức giận. Caseco cho hay, những gì bạn vừa thấy là hành vi vi phạm trắng trợ luật pháp quốc tế và quyền bất khả xâm phạm của Đại sứ quán Mexico ở Ecuador. Gọi vụ bắt cựu phó tổng thống Grass là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông nói thêm, họ không thể xâm phạm một cơ sở ngoại giao như cách họ đã làm. Mexico tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador sau sự việc. Người phát ngôn Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena cho hay, nước này có kế hoạch nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế để tố cáo hành động của cảnh sát Ecuador. Tổng thống Ecuador cũng tuyên bố các quyền miễn trừ và đặc quyền được trao cho cơ quan ngoại giao đang che chở cho Rodríguez đã bị lạm dụng, nhấn mạnh việc tị nạn chính trị của ông Rodríguez là trái với khuôn khổ pháp lý. Căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador đang ngày càng nóng lên. Mexico trước đó phàn nàn về việc cảnh sát Ecuador hiện diện ngày càng nhiều bên ngoài đại sứ quán nước này ở Quito, gọi đây là hành động quấy rối. Những kẻ phát xít cư xử như vậy, Tổng thống Obrador nói. Ecuador đã ra lệnh cho đại sứ Mexico Rico Soro rời khỏi đất nước này nhằm đáp trả tuyên bố chỉ trích của Tổng thống Obrador. Tranh cãi còn bị đẩy lên cao bởi việc lãnh đạo Mexico hôm ngày 3 tháng 4 so sánh bạo lực bầu cử Ecuador năm 2023, trong đó ứng cử viên Fernando Villavicencio bị sát hại, giống bạo lực tội phạm ở Mexico. Chính phủ Ecuador chỉ trích bình luận của Tổng thống Mexico đưa ra là xúc phạm trong lúc nước này vẫn đang đau buồn trước cái chết của ứng cử viên này, người phản đối gây gắt nạn tham nhũng. Theo đài RT, FSB đã công bố các đoạn video thẩm vấn, trong đó nghi phạm thừa nhận chúng được hứa hẹn tên bạc ở Kiev vào ngày 22 tháng 3, bốn công dân Tajikistan xả súng bên trong Krakow City Hall rồi phóng hỏa khu phức hợp này. Vụ tấn công khiến 145 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Những kẻ trực tiếp ra tay bị bắt giam một ngày sau đó khi đang trốn chạy sang Ukraine bằng ô tô. Giới chức Nga khẳng định, lực lượng an ninh Nga những ngày sau đó bắt giữ thêm nhiều nghi phạm, phần lớn đến từ Tajikistan. ISISK, một nhánh ở Afghanistan của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên, Giám đốc FSB Alexander Bonikov không loại trừ khả năng Mỹ, Anh và Ukraine liên quan đến vụ việc. Ukraine và các đồng minh phương Tây phủ nhận mọi mối liên hệ. Trong các đoạn video thẩm vấn vừa được công bố, những nghi phạm bị bắt khai rằng chúng làm theo chỉ đạo từ một đối tượng được gọi là Saifulo, người cam kết trả cho mỗi nghi phạm 11.000 đô la Mỹ tại Ukraine giới chức Nga đang làm việc để xác định danh tính của người này. Nghi phạm Muhammad Sobi nói với người thẩm vấn, Saifullo nói với chúng tôi rằng có người sẽ đợi chúng tôi ở biên giới Ukraine và họ sẽ giúp chúng tôi băng qua biên giới để đến Kiev. Theo các nhà điều tra Nga, các nghi phạm đi theo cao tốc M3 dẫn đến biên giới Ukraine nhưng bị chặn tại khu vực cách thành phố Sumy, Ukraine khoảng 140 km. Nghi phạm Samsidin Farid Duni cho biết chúng được yêu cầu bỏ xe gần biên giới và gọi xe phù lô để được hướng dẫn đường đi đến Ukraine. Giới chức Nga trước đó khẳng định một lối thoát băng qua biên giới Nga-Ukraine đã được công dân Ukraine chuẩn bị sẵn để giúp những kẻ tấn công trốn thoát. FSB tuyên bố hôm 7 tháng 4 rằng nhóm công dân Ukraine nêu trên khi đó tiến hành các hoạt động gia mìn gần làng Trikovka và Sopis đều cho thấy đây có thể là hai lối thoát tiềm tàng ủy ban điều tra nước nga trước đó đã khẳng định nhiều bức ảnh ủng hộ ukraine được phát hiện bên trong điện thoại của một trong bốn nghi phạm trực tiếp ra súng